Em muốn lỗ hơn thì em sẽ đưa thêm chi phí thuê xe vào, rồi tiền thuê văn phòng vào. Năm đầu tiên thì thực ra chi phí quản lý nó cũng đang rất là nhiều. Thực ra của em so với doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý của em đang thấp mà. Doanh thu của mình đang 12 tỷ mà 6421 và 6422 đang có 2-300 này. Vâng. Tầm hơn 300, gần 400 thì cũng đang bé mà. Bởi vì thông thường cái chi phí bán hàng, chi phí quản lý nó cũng chiếm từ 10 đến 20% so với tổng doanh thu là cũng là được. Thêm vào thoải mái đi, Điều của em con số chỉnh. này đang thêm được thoải mái. Miễn là nó hợp lý hợp lệ là được. Dạ vâng ạ. Giá vốn của em là 12 tỷ mốt này. Vâng. Chỗ này là doanh thu là 12 tỷ 9 này nhá, Vâng. tức là về cơ bản là cái hoạt động thương mại chính của mình là đã lãi rồi. Sau Vâng đó ngoài ra còn có thêm chi phí bán hàng với chi phí quản lý nữa này, rồi các cái chi phí khác một số tí một ít, thì nó sẽ cuối cùng sẽ lãi khoảng tầm còn 300 mấy triệu, 304 triệu, Vâng. 348 triệu nhá. Dạ. Thì đây là con số của mình, nếu mà mình gọi là tham khảo qua ý kiến của sếp, nếu mà mình con số lãi như thế này là sẽ nhân với 20%. Ồ, nãy chị vừa 340 mấy nhỉ? 348. Ừ, 348 vừa chuột sao mà nó lại bị ấy nhỉ? Tí nữa em có thể đánh lại ngày tháng chỗ này cho chị nào. Đánh lại đi. Ok, mà về mình chỉ thay ấy mình. Rồi, đấy, nó rơi vào 348. Em tham khảo ý kiến của sếp xem là tình hình là mình như này, 348 triệu như thế này là em nhân với 20% nhá. Bởi vì năm nay Nhân là cái năm đầu tiên, năm 22 mình làm lại nhưng mà nó cũng là cái năm đầu tiên thì nó không có bù lỗ hay gì cả. Thì lãi bao nhiêu thì mình nhân với 20%. 3 nhân 2 còn tầm 60 triệu đấy. thế thì Đúng sếp không? em đang muốn để năm đầu lộ. Năm đầu lỗ đúng không? Thế thì Vâng. như này nhá. Cái những cái phần doanh thu theo tỷ giá kia em về cứ thử của mình có mấy mấy suất hóa đơn nhỉ? Còn 5 4 5 cái ạ. 4 5 cái thì em có thể follow lại, tức là mình cứ thử thử áp áp lại cái tỷ giá theo đúng luật đi, xem nó ra cái gì đã, cho Vâng. nó ra kết quả như thế nào đã em ạ. Tức hay là thực ra mình muốn chế như thế nào chế mình phải làm đúng đã, đúng không? Áp lại chị cái tỷ giá mà chị bảo, tỷ giá mua vào kia nhá, tỷ giá mua Vâng, vào của cái ok ngân chị. hàng kia nhá, áp lại xem nó chạy ra doanh thu như thế nào. Em cứ ghi nhận con số như này này chưa, rồi xong rồi mình áp đúng tỷ giá mình muốn nó kiểu 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 lách như nào như này kia, là mình phải làm con số đúng đã, bắt đầu mới có hướng để mình lách, mình điều chỉnh đúng không. Ví dụ Vâng. như doanh thu nó ra là con số rồi thì mình sẽ nghĩ đến cái việc là tăng cái chi phí quản lý, chi phí bán hàng này lên này. Hình như là năm 23 mới hạch toán chi phí thuê xe đúng không. Vâng ạ. Ừ, thì mình Ô, đẩy thêm chi thế phí thuê nó xe nhưng mà vào sửa kiểu rồi. thế, đúng không, là thế Thì đi ô tô về nhá, đón thôi. để cho nó Mất lãi thêm. Tất nhiên là cái phương án bây giờ là em chìa sẽ, khóa là cái đấy là mất tùy em nhá. rồi, Cái chỗ mà tỷ giá kia là mất em có chìa thể lấy tên tỷ giá trên tờ khóa. khai, hoặc Vợ là rất thấy hay tỷ hỏng giá xe mua vào em cứ thử mất làm chìa đúng khóa. xem thế nào, kết quả ra làm sao đã. Rồi cái đấy tùy em quyết định thôi, chị giảm thì chị vẫn giảm đúng luật, xong mình áp dụng như thế nào thì mình sẽ phải chấp nhận rủi ro nhá. Ừ, cái đấy là tùy em với sếp bàn bạc với nhau. Còn nếu mà mình vẫn thấy lỗ, vẫn thấy lãi thì em có thể tăng thêm chị cái chi phí tiền thuê xe vào đó, rồi có thể có nhân công lái xe vào nữa cũng được, của để mình phục vụ công tác quản lý á, công tác bán hàng ấy. Ừ, chưa có nhân công thì mình em có thể chế thêm cái lái xe vào. Mà nếu mình không chế thêm gì thì em có thể thử cho chị đưa vào cái chi phí quản lý, chi phí bán hàng của cái thuê riêng cái tiền thuê xe, xem được bao nhiêu đã. Xăng dầu cũng không có đúng nhỉ, xăng dầu không có thì thôi coi như thôi, thì mình thuê mỗi cái xe thôi đúng nhỉ, Em đúng hạch nhỉ. toán cái chi phí thuê xe. Thêm vào xem được không, từ tháng 1 đến tháng 12 luôn cũng được khá khá đấy, một tháng 7 7 8 triệu đấy là cũng được khá khá rồi, hai xe. Chi phí thuê địa địa à, thuê văn phòng có được không chị nhỉ? Thuê văn phòng Ủa. nhưng mà tên văn phòng đấy của em lại không đăng ký kinh doanh cơ, hiểu không? Em lập cái trên đăng ký kinh doanh. À ừ, có tiền thuê văn phòng ở cái đúng cái địa chỉ em đăng ký kinh doanh thì em cho vào chi phí quản lý cho chị nhá. Vâng. Ừ, Để em tìm thêm tự vào tin. nhá. Đấy, cho nên là mình cái kết chuyển lại lỗ để mình cân đối hướng nhá, Vâng. được nhỉ. Thế thì em về em cân đối lại những cái đấy, em ghi lưu ý cho chị những cái lưu ý đấy đi. Thêm có thể em chỉnh lại cái doanh thu theo cái tỷ giá, cái đấy là tùy em cân đối này. Đúng sai chị nhắc mình rồi, đúng không? Chị giảm luật cho mình rồi, đúng không nhỉ? Em cân nhắc cái lựa chọn. Còn em muốn lỗ hơn thì em sẽ đưa thêm chi phí thuê xe vào, rồi tiền thuê văn phòng vào. Năm đầu tiên thì thực ra chi phí quản lý nó cũng đang rất là nhiều. Thực ra của em so với doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý của em đang thấp mà. Doanh thu của mình đang 12 tỷ mà 6421 và 6422 đang có 2-300 này. Vâng. Tầm hơn 300, gần 400 thì cũng đang bé mà. Bởi vì thông thường cái chi phí bán hàng, chi phí quản lý nó cũng chiếm từ 10 đến 20% so với tổng doanh thu là cũng là được. Thêm vào thoải mái đi, Điều của em con số chỉnh. này đang thêm được thoải mái. Miễn là nó hợp lý hợp lệ là được. Dạ vâng ạ. Ờ, tí nữa chị sẽ gửi cho cái mình hợp đồng thuê văn phòng, hình như em có rồi đúng không? Em có ạ. Ờ, thế được, cứ chế số vào.
nhá. Ok nhá, em cất đi, cất cho chị, tạm thôi thì đừng có cất.